Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 18 giờ chiều nay 13 tháng 11 của Bộ Y tế cho biết là có thêm 8.497 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.240 ca. Trong ngày có 1.834 ca khỏi, 88 ca tử vong. Trong số 8.497 ca ghi nhận trong ngày hôm nay, thì có 16 ca nhập cảnh và 8.481 ca ghi nhận tại 57 tỉnh, thành phố. Trong đó thì có 3.940 ca là trong cộng đồng, đã giảm 495 ca so với ngày hôm qua. Ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó là Đắk Lắk tăng 126 ca, Bình Phước tăng 99 ca, Đồng Tháp tăng 76 ca. Cùng với đó có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Cạn và Cao Bằng. Tỉnh Bắc Giang đã bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Hai trường đầu tiên của tỉnh được lựa chọn để tiêm vaccine cho học sinh lớp 12 là trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang và trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang. Trong ngày hôm qua, có 535 học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Còn tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang thì có 343 học sinh được tiêm. Tỉnh Bắc Giang vừa được tiếp nhận thêm 46,8 nghìn liều vaccine Pfizer. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai tiêm cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên địa bàn của toàn tỉnh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm được gần 14 triệu liều vaccine các loại. Sở Y tế thành phố cũng đã có văn bản khẩn gửi Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch tiêm mũi tăng cường cho người dân trên địa bàn với số lượng cụ thể là hơn 18 triệu liều vào năm 2022. Theo đó, trong 18 triệu liều vaccine này sẽ có hơn 14,4 triệu liều dành cho người trên 18 tuổi, nhóm từ 12 đến 17 tuổi là hơn 1,5 triệu liều, nhóm từ 3 đến 11 tuổi là hơn 2,1 triệu liều. Tuy nhiên, nhóm này chưa được Bộ Y tế cấp phép tiêm chủng. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 1 triệu liều vaccine tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm vét mũi 1. Trong đó, hơn 696.000 liều vaccine AstraZeneca, hơn 60.000 liều Pfizer và hơn 264.000 liều Verocell. Riêng vaccine để tiêm cho trẻ em cần khoảng 2,9 triệu liều, trong đó có hơn 1,2 triệu là mũi 1 và hơn 1,7 triệu là mũi 2. Như vậy, tổng nhu cầu vaccine từ nay đến cuối năm của thành phố Hồ Chí Minh là gần 4 triệu liều. Thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã nhận tổng cộng hơn 14,2 triệu liều vaccine các loại, trong đó đã tiêm hơn 13,7 triệu mũi, gồm 7,8 triệu là mũi 1 và mũi 2 là 5,8 triệu liều, điều chuyển 900.000 liều cho các địa phương khác, theo yêu cầu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện thành phố còn hơn 900.000 liều vaccine chưa tiêm. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 119.000 trẻ em được tiêm chủng. Chiến dịch tiêm vaccine phòng ngừa dịch COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại Bà Rịa Vũng Tàu được chia làm hai đợt. Đợt 1 dành cho trẻ đi học từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 tiêm tại trường học. Đợt 2 dành cho trẻ không đi học từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 tiêm tại điểm tiêm do Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí. Tỉnh sẽ thực hiện tiêm theo lộ trình giảm dần độ tuổi, trong đó sẽ tiêm trước cho trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi. Trước khi triển khai, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn cho tất cả nhân viên y tế tham gia chiến dịch tiêm chủng. Quá trình tiêm, công tác khám sàng lọc được ngành y tế thực hiện cẩn trọng, không chỉ về sức khỏe, thể trạng mà còn cả về mặt tâm lý. Chỉ những em đảm bảo đủ các điều kiện tiêm chủng mới được tiêm. Trong ngày đầu tiên triển khai, thành phố Bà Rịa, Long Điền, Xuyên Mộc đã tổ chức tiêm cho trẻ. Các địa phương còn lại của tỉnh triển khai từ ngày mai 13 tháng 11. Đến thời điểm này, các địa phương đã tiêm chưa ghi nhận bất kỳ một trường hợp nào có phản ứng bất thường sau tiêm. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến hạn cuối các xe ô tô khách trên 9 chỗ, xe đầu kéo, xe chở container phải hoàn thành lắp camera theo Nghị định 10/2020. Dù vậy, đến nay, nhiều trường hợp xe đi đăng kiểm vẫn chưa lắp camera. Chủ xe, doanh nghiệp có tâm lý ngóng chờ lùi thời hạn với lý do khó khăn do dịch bệnh.
Theo cơ quan đăng kiểm Việt Nam, trường hợp xe sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 vẫn chưa lắp camera, các đơn vị đăng kiểm sẽ từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện. Trước đó, ngày 8 tháng 10 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời đề xuất của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội lùi thời hạn xử phạt xe không lắp camera đến hết năm 2022 và các xe sẽ lắp camera vào chu kỳ kiểm định trong thời gian trước 31 tháng 12 2022. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc tạm ngưng áp dụng xử phạt vi phạm theo Nghị định 100/2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với vi phạm liên quan đến việc trang bị camera trên xe ô tô đã được quy định rõ trong Nghị định số 66 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hai hiệp hội trên nghiêm túc thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ và tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị vận tải thực hiện quy định về lắp camera, góp phần đảm bảo an toàn phương tiện người lái. Trong giai đoạn nhiều địa phương trên cả nước phải giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, lợi dụng việc các lực lượng chức năng đang tập trung chống dịch, nhiều nơi đã tái diễn tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động rất ngang nhiên. Ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng phương tiện. Hai xe tải chở lanh ke bị lực lượng thanh tra giao thông, Cục Quản lý Đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát hiện đang lưu thông ở tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu quá tải. Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, lái xe mới xuất trình giấy tờ xe, đặc biệt là phiếu cân tải trọng nơi xuất hàng. Theo phiếu này, phương tiện đang chở hơn 77 tấn hàng, trong khi chỉ được chở tối đa 30 tấn, quá tải lên đến 145%. Tổng hợp các hành vi vi phạm, chủ xe và lái xe sẽ bị phạt hơn 100 triệu đồng. Lần sau không đi nữa, không dám nữa. Khi dừng xe thì lái xe thường là không chấp hành, không phối hợp, mà thường là đóng cửa bỏ đi hoặc là chờ đợi người nhà, chờ người đợi doanh nghiệp đến để can thiệp, xin trò, rất là mất thời gian. Có khi anh cả ngày anh em chúng tôi chỉ mới xử lý được một xe thôi. Theo Cục Quản lý Đường bộ 2, địa bàn các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời gian gần đây xe quá khổ, quá tải, hoạt động rất phức tạp. Ngoài xe chở vật liệu xây dựng, đất đá, nhiều địa phương đang gia tăng xe quá tải, chở nguyên vật liệu sản xuất, dù khi đầu nguồn đã cân tải trọng vượt quá mức cho phép. Thế nhưng, lái xe, chủ xe vẫn bất chấp để chở hàng. Vì vậy, lực lượng thanh tra của Cục Quản lý Đường bộ buộc phải tập trung kiểm tra, xử lý, kiên quyết không để xe quá tải phá nát kết cấu hạ tầng. Xe quá khổ, quá tải, khi thời gian gần đây thì nó được tái diễn. Bởi vì trong cái giai đoạn dịch bệnh COVID thì các cái lực lượng chức năng, thanh tra, cảnh sát giao thông thì tập trung cái việc chống dịch, cho nên là cái việc lưu thông hàng hóa, các cái chủ phương tiện và lái xe thì người ta thấy cái tình trạng thế, người ta cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định, bởi vì nếu không xử lý thì những cái xe này nó sẽ phá hoại cái kết cấu hạ tầng, đặc biệt là công trình cầu và nền mặt đường, thì các đồng chí thấy các cái hằn lún, các cái hư hỏng, về các cái nứt vỡ của công trình cầu thì nó làm suy giảm tuổi thọ và nguy cơ sập cầu rất cao. Khó khăn nhất trong xử lý xe quá khổ, quá tải của lực lượng thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam là sự chống đối của lái xe, chủ xe. Có nhiều trường hợp lái xe bỏ đi, để lại xe kéo dài cả ngày, bắt lực lượng chức năng phải chờ đợi. Tuy nhiên, với sự kiên quyết xử lý đến cùng, tất cả các trường hợp vi phạm đều phải ký vào biên bản và xử phạt hành chính với mức cao nhất.